Lựa chọn thiết bị công nghệ cho startup vừa và nhỏ. Giải bài toán khó bằng những lựa chọn đúng đắn. Lựa chọn trang thiết bị công nghệ cho văn phòng cũng cần có chiến lược. Đối với các startup có số vốn hạn hẹp, lời khuyên đưa ra là nên chọn những sản phẩm đáp ứng nhu cầu công nghệ cơ bản, đủ để vận hành doanh nghiệp. Ngoài laptop là thiết bị máy tính cá nhân cho nhu cầu điện toán di động, thì màn hình và máy tính để bàn lại rất cần thiết đối với khối hành chính. Hiểu được điều này, hãng máy tính HP mang đến thị trường dòng máy tính để bàn ProDesk 400 có thiết kế gọn gàng phù hợp với những văn phòng quy mô nhỏ, cùng hoạt động ổn định và hiệu suất đáp ứng cho các nhu cầu văn phòng của các công ty startup. Dòng HP ProDesk 400 nhỏ gọn nhưng sở hữu hiệu năng cao đến từ nhiều lựa chọn cấu hình gồm bộ xử lý Intel Core thế hệ 8, các tùy chọn lưu trữ HDD hoặc OSSD siêu tốc và bộ nhớ DDR4 lên tới 32GB. Tính ổn định trong vận hành và độ bền của sản phẩm còn được kiểm chứng qua 120.000 giờ thử nghiệm tiêu chuẩn của HP nhằm giảm thiểu những gián đoạn trong công việc hàng ngày của doanh nghiệp. Ngoài các yếu tố giá cả, hiệu năng và thiết kế thì yếu tố bảo mật cũng được các doanh nghiệp đặc biệt quan tâm vì những mong muốn bảo mật cho thông tin, dữ liệu kinh doanh. Dòng HP ProDesk 400 được trang bị chip TPM 2.0 bảo vệ dữ liệu từ cấp độ phần cứng. Người dùng cũng có thể dễ dàng khóa cổng SATA, cổng USB, đặt mật khẩu máy từ BIOS ngăn chặn truy cập trái phép vào dữ liệu lưu trong máy. Ngoài ra, HP còn cung cấp thêm công nghệ bảo mật tiên tiến như HP BIOS -E -E cho phép bảo mật từ BIOS. Khi BIOS chính bị tấn công thì bản sao lưu lập tức được đồng bộ ngược. Thêm bảo hành, thêm yên tâm. HP mong muốn phục vụ khách hàng một cách tốt nhất cũng như tạo cho khách hàng những trải nghiệm trọn vẹn với sản phẩm. Do đó, khi gặp vấn đề kỹ thuật đối với sản phẩm HP, bạn có thể gọi đến tổng đài 24 trên 7 qua hotline 1800 588 868. Ngoài ra, HP hiểu được rằng, trong kinh doanh, thời gian là vàng, nhất là đối với những startup nhỏ có số lượng nhân viên chưa nhiều, việc phải tốn nguồn lực vận chuyển thiết bị để sửa chữa, bảo hành có thể làm ảnh hưởng đến hiệu quả công việc của nhân viên và cả hiệu suất làm việc của tập thể. Đáp ứng vấn đề này, HP cung cấp chính sách bảo hành giao và nhận miễn phí trên 63 tỉnh thành cho các sản phẩm chính hãng. Thêm vào đó, nhằm tránh những vấn đề về việc thất thoát dữ liệu quan trọng của doanh nghiệp đang được lưu giữ trong máy tính, HP thực hiện chính sách bảo hành tận nơi đối với dòng máy tính để bàn ProDesk 400 với ưu điểm là bảo hành ngay tại cơ sở của doanh nghiệp, nơi mà doanh nghiệp có thể kiểm soát được những tiếp cận đến dữ liệu công ty. Còn đối với các dòng màn hình phân khúc doanh nghiệp, HP áp dụng chính sách bảo hành một đổi một trong 3 năm. Như vậy, khi màn hình bị lỗi phần cứng còn trong thời hạn bảo hành và được kiểm tra xác nhận là lỗi do nhà sản xuất, khách hàng sẽ được nhận chính sách bảo hành một, đổi, một và quy trình bảo hành này tại các trung tâm bảo hành toàn diện của HP sẽ diễn ra trong vòng 4 tiếng tùy theo tình trạng sẵn có của sản phẩm thay thế. Tất cả những chính sách bảo hành được HP triển khai đều nhằm mục đích cuối cùng là giúp startup yên tâm phát triển sản phẩm, dịch vụ để cạnh tranh vững vàng trong một thị trường sôi động.